Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, chiều ngày 12 tháng 1, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức gặp mặt chúc Tết các cán bộ cao cấp, từng lĩnh nghỉ hưu, các cán bộ nguyên ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng cũ và thành phố Đà Nẵng đã nghỉ hưu và đang sinh sống trên địa bàn thành phố. Đến kiểm tra tại công trình cải tạo nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng để làm bảo tàng Đà Nẵng, lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ngành, Ban Quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm về đích đúng hạn. Được biết dự án có tổng mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng, đến nay đã thi công đạt 80% giá trị xây lắp. Công trình khởi công vào tháng 7 năm 2021. Tiến độ công trình hiện tại là theo cái tiến độ hợp đồng á, là đến hết kim khoảng tháng 3 năm 2023. Hiện tại mình cố gắng là hoàn thành việc trước Tết âm lịch. Tôi đề nghị nhà thầu phải có cái trách nhiệm, vừa là khẳng định cái vai trò, cái năng lực của mình, nhưng mà cũng là cái dịp để giúp cho cái công trình nó đảm bảo về mặt chất lượng, rồi tạo ra cái điểm nhấn cho công trình văn hóa ở thành phố. Đến kiểm tra công trình nâng cấp tôn tạo đài tưởng niệm thành phố và cải tạo mở rộng quảng trường 29 tháng 3 có tổng giá trị đầu tư hơn 200 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố và xã hội hóa. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng khẳng định đây là công trình trọng điểm của thành phố, là công trình văn hóa tâm linh mang nhiều ý nghĩa đối với cán bộ và nhân dân thành phố. Vì vậy, việc thi công phải bảo đảm tiến độ, tính mỹ thuật, đạt yêu cầu về tôn tạo tượng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.